Lý do tham gia chương trình muốn gặp anh Xuân Bắc bằng xương bằng thịt. Tôi thấy có rất nhiều người lên chương trình Đuổi hình bắt chữ mà lộ rõ ra cái ý thích là thích ăn lẩu. Ở nhà nhận xét thì còn dại lắm. Vâng. Nhưng mà đến cơ quan thì chuông hoa đánh đá, nói hết phần người khác ạ. Thế là đa nhân cách đấy. Xin chào quý vị và tất cả các bạn. Thưa quý vị, chúng ta đang có mặt trong chương trình Đuổi hình bắt chữ, một chương trình đã trở nên vô cùng quen thuộc của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Và chúng ta cùng chào đón 3 người chơi trong chương trình hôm nay. Bạn Kim Ngân, vỗ tay tiếp tục. Bạn Hoàng Tiến và bạn Bích Ngọc. Bạn Ngọc với nickname là Ngọc Ngúng Nguẩy. Đúng không Ngọc? Dạ, nickname của em gọi là Ngọc Ngúng Nguẩy ạ. Ngờ đấy, Ngọc Ngúng Nguẩy. Thế còn Ngân? Ngốc nghếch à? Dạ không ạ. Em không có nickname mà rất tiếc ạ. Thế à? Không có nickname? Dạ không. Facebook cũng là Ngân luôn. Facebook của em là Tina Fan Fan. Mở ngoặc Ngân Fan. À, tức là họ Fan đúng không? À dạ vâng. Còn bạn Tiến thì sao? Thưa với anh là em thì nick Facebook cũng chỉ là Hoàng Viết Tiến thôi. Thế nhưng mà em thì rất thích cái nick mà không dám đặt. Nó là Tiến Tiền Tỷ ạ. Và hôm nay mục đích là em đến với chương trình là để thực hiện làm sao để sau này mình có thể đặt được cái nick đấy. À, Tiến Tiền Tỷ. Thôi bây giờ không biết là bao nhiêu nhưng mà hôm nay đến với chương trình là muốn là thực hiện một phần trong cái kế hoạch đấy. Hoặc là mình tiến tài tình đi. Tiến tài tình đi thì mà một khi mình đã tài tình thì tiền tỷ nó là đơn giản. À, hay quá. Đúng rồi. Em sẽ nghĩ đúng rồi. Không phải Tiến Tùng. Bạn Bích Ngọc nói bên cạnh là Tiến Tùng đi. Anh bây giờ lại đặt bạn là Túng Tiền cho khổ thân. Thưa quý vị, 3 người chơi họ đã sẵn sàng và tâm lý rất là thoải mái. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình và đặc biệt xin cảm ơn PVGA đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ, thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta đến với phần thi thứ nhất. Xin cảm ơn. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ nhất của chương trình Đuổi hình bắt chữ. Đuổi hình bắt chữ phần thi thứ nhất. Các bạn sẽ trả lời. Ai trả lời đúng, người đó sẽ có 300.000 đồng tiền thưởng cho mỗi câu trả lời đúng. Sẵn sàng chưa nào? Tập trung nhá. Nào. Thưa quý vị, một tràng vỗ tay để chúng ta bắt đầu miếng ghép thứ nhất. Đây là gì? Mời bạn Ngân. Hộp giấy ạ. Chưa chính xác. Còn 10 giây cho hai bạn. Mời bạn Tiến. Bàn giấy. Bàn giấy. Đáp án chính xác, bàn giấy. Tôi có cảm giác là bạn Tiến hôm nay đông cổ động viên. Dạ, vâng. Phải thú thật với anh là hôm nay em mang trong mình một cái nguồn cổ động rất là lớn. Và không chỉ thế cũng là một cái áp lực. Bởi vì là bình thường thì lúc đầu em suy nghĩ là đi thi thì hay là mình không kèn không trống. Nhưng mà thôi thì đến đây với tinh thần là một cuộc chơi. Đừng nghĩ nó là cuộc thi, hãy đến đây với tinh thần là một cuộc chơi. Đúng. Mình hãy mời tất cả anh em, bạn bè và người thân gia đình đến. Đúng rồi. Để xem mình chơi nó như thế nào. Và cái quan trọng nhất là yêu thích anh Xuân Bắc từ lâu lắm rồi. Đấy. Idol của em từ cái ngày còn là học sinh tiểu trung học phổ thông cơ. Và đã rất là yêu thích anh Xuân Bắc qua các vai diễn Anh Núi hay là các tiểu phẩm Gặp Nhau Cuối Năm á. Vì vậy mà hôm nay đến đây như này thì sẽ chơi hết mình, dinh hết quà và qua hết phần. Cảm ơn bạn rất nhiều. Đáp án của bạn đưa ra là bàn giấy. Bàn giấy, đáp án chính xác. Mời bạn giành tiền thưởng. Miếng ghép tiếp theo. Xin mời. Bình tĩnh, nghe tôi gợi ý. Đây là một cách nói theo kiểu khẩu ngữ, tức là văn nói mà thôi. Người kia đang làm gì? Quay phim. Quay gì? Mời bạn Bích Ngọc. Báo cáo anh là quay lơ ạ. Không cần báo cáo, thưa anh là được rồi, hoặc là đáp án em hơn báo cáo nhá. Sau báo cáo tôi thì bằng văn bản nhá. Dạ. Đáp án bạn đưa ra là? Đáp án của em là quay lơ ạ. Đáp án chính xác, quay lơ. Xin mời Bích Ngọc nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ ba, nhanh nào. Quá đơn giản, cực kỳ đơn giản. Mời bạn Ngân. Cân đồng ạ. Chưa chính xác. Tiếp tục. Mời bạn Hoàng Tiến. Đồng cân. Không phải. Chờ chúng tôi phát. Đấy, bây giờ bạn có quyền này. Giá cho anh là đồng bằng ạ. Cân đồng, đồng cân, đồng bằng. Đáp án của chúng tôi là cân đồng hồ. Miếng ghép thứ tư, xin mời các bạn. Mời bạn Ngân. Em xin đoán là ổ gà. Không phải. Một khái niệm trong IT. Đây là nền tảng để làm những cái việc khác. Nền tảng để chúng ta download, chúng ta cài những cái application khác. Xin mời bạn Bích Ngọc. Dạ thưa anh là ổ cứng ạ. Ổ cứng đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Mời bạn Danh Tiên Thường. Miếng ghép thứ 5. Quá dễ, quá đơn giản. Mời bạn Ngọc. Dạ thưa anh là vua chúa. Vua chúa. Nhầm đúng không? Nhầm của chúa. Chưa chính xác. Mời bạn Hoàng Tiến. Dạ thưa anh là vua chuối. Vua chuối. Vua chuối nghĩa là gì? Mọi này tưởng nương nương theo chị Ngọc, hiểu không? Chị Ngọc chị nói thế xong nhầm chị ôm miệng chị mà nhầm. Nhìn thấy bên cạnh là lính bên kia chắc là ngồi kia đội vương kia. Không, nhưng mà mỗi hình vẽ của chúng tôi có một cái đáp án, và đáp án đó là một câu nói quen thuộc, một cụm từ, một câu, tên một cuốn truyện hay là tên bài thơ hay tên bộ phim. Thế vua chuối là tên bộ phim gì? Bộ phim này em đang có ý tưởng. Chưa chính xác. Mời bạn Kim Ngân, cơ hội cuối cùng dành cho bạn. Mời bạn. Thế em là chuối vương ạ. Chuối vương. Thì đúng rồi, thì nó có nghĩa gì? Em chỉ đoán thế thôi, em không biết nghĩa. Bây giờ nha, các bạn giữ nguyên cái này nhá. Chuối ngự đúng không ạ? Đáp án bạn Bích Ngọc đưa ra là? Chuối ngự ạ. Chuối ngự là đáp án chính xác. Có nghe loại chuối không? Nó phải có tên loại hẳn thôi, chứ lại chuối vương mới vua chuối. Miếng ghép thứ 6, xin mời các bạn. Mời bạn Tiến. Em thấy anh là hút thuốc. Hút thuốc. Đáp án chính xác đó là hút thuốc. Mời bạn. Bạn Kim Ngân chưa có tiền thưởng. Vâng. Nhưng bạn được cái cười rất tươi, mắt rất long lanh. Như trong cuộc sống mình đang có niềm vui gì ạ? Em có một bé gái hơn 1 tuổi. Và hôm nay mục đích em đến tham gia chương trình để xem phản ứng của bạn ấy lúc mà nhìn thấy mẹ ở trên tivi. Một tuổi, hơn 1 tuổi. Vâng. Thực ra là 3-4 tuổi thì cháu nó phản ứng tốt hơn. Vâng, nhưng mà con của em phản ứng tốt lắm á. Thế tốt, chúc mừng cháu, chúc mừng gia đình. Vâng ạ. Tôi phải nói thật, ở 1 tuổi này mà cháu nó nhìn thấy cái khác, cháu nó phấn khích hơn là nhìn thấy mẹ trên TV. Cái hồi bé, hồi mấy tháng với 1 tuổi tôi cũng biết điều đấy mà. Đấy. Xin mời miếng ghép thứ 7. Bạn Ngân cố gắng lên nào. Vâng. Đây là gì? Mời bạn Tiến. Em thưa anh là lý thú. Sao bạn nghĩ đây là lý thú? Thú đang nghịch mấy cái món ở trong vật lý. Lý thú là đáp án chính xác. Chúc mừng bạn Tiến. Tôi chắc là quý vị khán giả đang theo dõi truyền hình thì không phát hiện ra, nhưng ở đây tôi thấy, cho nên tôi xin chia sẻ với quý vị. Khi mà tôi nói là lý thú là đáp án đúng, chúc mừng bạn Tiến, thì ở dưới có khán giả bảo, đấy, thấy chưa? Chia sẻ với anh là hôm nay em rất là xúc động. Em được người thân, những người thậm chí là mẹ em này, vợ của em, rồi các bá các dì và cả một đội ngũ là team là trai xinh gái đẹp. Và có những người em từ vùng Nam Sách, Hải Dương, cách đây gần là 80 cây thì đến đây cổ vũ cho em. Quá tuyệt vời, quá xúc động. Thế là bạn ăn ở tốt đấy. Xin chào đón quý vị, xin chào đón tất cả mọi người đến với chương trình Đuổi hình bắt chữ. Và hãy đến với chương trình cổ vũ thật nhiệt tình, không chỉ riêng cho người mình muốn cổ vũ mà cổ vũ cho cả chương trình, trong đó có cả hai người cùng chơi. Và đừng bỏ quên người dẫn chương trình Xuân Bắc. Xin cảm ơn. Chúng ta tiếp tục. Trước khi tiếp tục, xin mời bạn Tiến nhận tiền thưởng. Miếng ghép thứ 8. Nhanh nào. Mời bạn Ngân. Em đoán là hai từ. Dép lê ạ. Dép lê đã bán chính xác, chúc mừng. Mời bạn. Có tiền thưởng. Miếng ép thứ 9. Ba từ, mời bạn Tiến. Keo gắn đá. Chưa chính xác. Mời bạn Ngọc. Keo đá chanh. Không đúng. Mời bạn Ngân. Keo sơn ạ. Ôi giời ơi. Tôi nói ba từ mà. Em... Tiến ôi giời cái gì? Em nghĩ ra rồi là chanh gắn đá thì đúng. Chanh rồi. Gắn đá là chính xác. Vâng. Tại vì keo sơn là cái chữ keo làm em cứ tập trung vào keo. Đúng rồi. Keo sơn chưa chính xác, chanh gắn đá là chính xác. Đó cũng chính là đáp án của chúng tôi. Không bạn nào có tiền thưởng trong phần này. Miếng ghép thứ 10, miếng ghép cuối cùng trong phần thi thứ nhất. Một tràng vỗ tay để chúng ta mở miếng ghép này. Xin mời các bạn, đây là gì? Mời bạn Ngọc. Em thưa anh là hổ báo cáo trồn. Bạn làm tôi hơi sốc đấy. Câu này chưa hề tôi nghĩ ra. Táo bạo. Mà đây rõ ràng chúng ta đang dừng ở chữ chó. Hổ báo cáo trồn chó. Không phải, chưa chính xác. Có 10 giây cho hai bạn. 4 từ. Hành động của cậu bé chỉ vào đâu, nói luôn tên. Mời bạn Tiến. Chỉ chó, chỉ sói. Câu này nghĩa là gì? Em nghĩ chắc là kiểu chỉ trỏ theo kiểu mà không ok lắm ấy. Không, không, này tôi nói luôn nhá. Dạ. Không có nghĩa là hôm nay có nhiều người đi cổ vũ mà đưa ra đáp án mà không có nghĩa gì đâu. Chỉ chó, chỉ sói. Không phải. Tiếp tục. 3, 2, bạn Ngân. 1. Hết giờ. Bạn Minh Ngọc có vẻ tìm ra đáp án. Có phải là chỉ đâu nói đó không ạ? Chỉ đâu nói đó. Đấy cũng là một cách. Bạn Tiến sao? Câu trả lời chỗ này ạ? Không nói nữa. Không nói nữa. Đáp án của chúng ta là... Thưa quý vị, chỉ mặt đặt tên. Chỉ mặt đặt tên. Thưa quý vị, kết thúc phần thi thứ nhất. Chúng ta cùng xem số tiền thưởng 3 người chơi giành được. Bích Ngọc đang có 600.000 đồng. Xin chúc mừng. Văn Tiến đang có 900.000 đồng. Kim Ngân đang có 300.000 đồng. Xin chúc mừng các bạn. Nào, chúng ta đến với phần làm quen nhiều hơn. Bản đăng ký của các bạn tôi đã có trong tay. Đầu tiên là bạn Kim Ngân, hiện đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội. Sở trường là nhớ mặt, nhớ diễn viên và có thể nói được giọng 3 miền Bắc Trung Nam. Giọng miền Bắc thì chúng ta thấy rồi, từ lúc nãy đến giờ. Còn giọng miền Trung, bạn nói cảm xúc về chương trình với giọng miền Trung. Bạn ý đến với chương trình Đuổi hình bắt chữ cảm giác rất là vui và cảm giác cũng rất là tự hào, bởi vì là mình là người duy nhất trong chương trình nộp đơn tham gia chương trình và được mời làm người chơi chính ạ. Và rất vui nhận được sự cổ vũ của quý vị khán giả. Hôm nay đang giọng ở Hà Tĩnh ạ. Hà Tĩnh, ở đâu bạn, ở đâu Hà Tĩnh? Em ở thành phố Hà Tĩnh ạ. Đấy là về Hà Tĩnh. Thế còn giọng miền Nam thì như thế nào? Nói về cái gì đấy? Tả về tôi đi, tả về Xuân Bắc được. Hôm nay đến với chương trình gặp được anh Xuân Bắc thì em cảm thấy rất là vui. Hôm nay anh diện một bộ đồ rất là sặc sỡ cũng như là những cái chương trình khác. Nhưng mà hôm nay không có hoa, áo là chỉ có họa tiết rất là vui mắt thế thôi à. Hay chưa? Bạn có biết là tôi nhìn bạn là, và khi bạn nói giọng miền Nam ấy, là đặc biệt là giống một người bạn cũng khá thân thiết với tôi. Đấy là ca sĩ Phi Nhung. Rất giống nha. Và kể cả cái giọng nói cũng giống. Ở ngoài bạn nói giống như bạn lắm. Mà chúng ta tiếp tục nhá. Hôm nào mà Phi Nhung ra đây biểu diễn có dịp thì tôi sẽ giới thiệu hai bạn với nhau. Cảm ơn anh. Lý do tham gia chương trình muốn gặp anh Xuân Bắc bằng xương bằng thịt. Tôi thấy có rất nhiều người lên chương trình Đuổi hình bắt chữ mà lộ rõ ra cái ý thích là thích ăn lẩu. Cả bằng xương, cả bằng thịt đấy. Bản thân là người vui tính, hòa đồng, ham học hỏi. Người thân trong gia đình nhận xét là tồ tẹt. Nhưng đồng nghiệp ở cơ quan thì nhận xét là đanh đá. nên vẫn đang trong giai đoạn là khám phá bản thân. Tức là ở nhà nhận xét thì còn dại lắm, vâng. Nhưng mà đến cơ quan thì chuông hoa đánh đá, nói hết phần người khác ạ. Thế là đa nhân cách đấy. Đúng rồi. Bên cạnh bạn là Hoàng Tiến, nhưng mà chúng ta vượt qua bạn Hoàng Tiến, tôi nói đến bạn Bích Ngọc. Nguyễn Thị Bích Ngọc, nickname là Ngọc Ngũ Uẩy, nhân viên văn phòng hoặc giám đốc điều hành một trung tâm fitness and yoga trong tương lai. Đọc xuống phía dưới một chút thì là em có ghi rõ là sở thích của em là môn thể thao, em chơi môn yoga. Thì sau một thời gian mà em theo đuổi món đó thì em thấy là hiện tại là em đã khá là đam mê về cả cái món đó. Thiếu mỗi cái đầu tiên với lại chiến lược kinh doanh cụ thể là em chưa có. Dạ. Tức là sẵn sàng vào việc đấy. Dạ. Nhưng mà chưa có đầy đủ điều kiện thôi. Sở trường của bạn là cười tươi giòn tan, chúng ta cũng đã thấy. Sở trường là giữ bí mật. Những người về bản lĩnh lắm thì mới giữ được bí mật. Lý do tham gia chương trình: báo cáo anh Xuân Bắc, lại báo cáo. Dạ em viết thành văn bản rồi ạ. Đến đây em đã đổi màu mực để anh lưu ý kỹ hơn. Lý do tham gia chương trình là được chụp thật nhiều ảnh tự sướng với anh để thay avatar, để đăng thông báo tìm người thân nếu có. Vì rất nhiều người nói em giống nữ diễn viên người mẫu Bảo Thanh. Bảo Thanh mà sống chung với mẹ chồng vậy ạ? Dạ. Cô Bảo Thanh này tôi cũng biết. Cô này cũng ghê gớm lắm. Còn riêng chị phỏng vấn chương trình đấy. Dạ. Nói thì em có nét giống nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Qua chương trình này em muốn xác nhận lại hai thông tin trên, tức là liên quan đến Bảo Thanh và nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, dạ, cũng như thân phận của mình. Thưa bố mẹ bạn Bích Ngọc, cái điều mà bạn Bích Ngọc đang băn khoăn thì Bích Ngọc không thể tìm được ra câu trả lời, mà việc xác định thân phận hoàn toàn do cô chú. Chúc cô chú mạnh khỏe, may mắn và hạnh phúc. Em còn nhiều điều muốn nói lắm, nhưng em muốn là người hướng nội nên em xin dừng bút ở đây. Bên cạnh là bạn Tiến. Tiến có vẻ có nhiều tâm sự muốn nói với anh và mọi người đúng không? Dạ vâng, cũng vừa chia sẻ với anh rồi đấy, nhưng mà cũng có rất nhiều tâm sự. Hôm nay đến đây thật sự là một cơ duyên để có thể đến với chương trình Đuổi hình bắt chữ. Từ ngày còn học cấp 3, em theo dõi Đuổi hình bắt chữ từ 2005. Đấy là cái động lực để đến đây với chương trình, yêu thích chương trình. Và đến thì chỉ có một mục tiêu duy nhất thôi, là trả lời, cố gắng làm sao trả lời được một câu, câu số 15. Còn lại các câu khác thì thôi, không quan trọng, bỏ qua đi. Sở trường của bạn là gì bạn Tiến? Tức là vợ em nói là anh không có gì ngoài sự tự tin. Nhưng mà hôm nay em thấy em cũng không được tự tin cho lắm. Ở nhà ngồi xem thì thấy có vẻ tự tin hơn là đứng ở đây. Thế nên là hai nữa là em thích cái sở thích của em thôi, là thích chế nhạc, tặng vợ hay là làm thơ. Hôm nay bạn có thể hát một bài hay một đoạn nhạc gửi em cho mọi người. Rất sẵn lòng. Nhân cái cơ hội mà được hàng triệu người xem như thế này, gửi tặng đến người một nửa của mình. Dựa thì trên nền ca khúc gì ạ? Nền ca khúc mà một ca sĩ em rất là yêu thích là ca sĩ Khóc Việt. Nền ca khúc Yêu Lại Từ Đầu thì em chuyển nó thành là Yêu Vợ Nhiều Lần. Vâng. Bạn xin phép bạn Khóc Việt cái. Dạ vâng, em anh xin Việt phép thôi. Anh Khóc Việt cho em chế nhạc của anh một chút. Cái này thì em chỉ dành riêng cho người phụ nữ của em thôi, vậy mà em xin phép anh. Rồi. Nào chúng ta cùng xem là Yêu Vợ Nhiều Lần. Vâng. Vâng. Mà có được cái sự chân thành đấy, mà tôi thấy cái tình cảm của bạn. Mà mở đầu chương trình chúng tôi đã nhắc rồi, nhìn máy, nhìn tôi, nhìn màn hình, nhìn lúc hát lại cứ nhìn vợ. Cũng được, lấy cảm xúc để hát. Tôi bây giờ mà cứ nhìn mặt vợ là tôi không hát được. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta đã thấy bạn Kim Ngân, bạn Bích Ngọc, đặc biệt là bạn Hoàng Tiến với khả năng chế lời bài hát và rất hay. Ba người cũng đã qua phần thi thứ nhất và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai. Số tiền thưởng sẽ tăng lên và sự cạnh tranh cũng khó khăn hơn rất nhiều. Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với phần thi thứ hai của Đuổi hình bắt chữ. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của Đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của Đuổi hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi hình bắt chữ Hà Nội TV, game show Đuổi hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình Đuổi hình bắt chữ. Giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình Đuổi hình bắt chữ. Việc trao thưởng cho 3 người chơi vào vòng siêu tốc của chương trình Đuổi hình bắt chữ đã được bình chọn thông qua like và chia sẻ trên fanpage của chương trình đã có kết quả. Giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đã được trao. Quý vị và các bạn quan tâm và yêu thích chương trình hãy truy cập fanpage Đuổi hình bắt chữ THHN để cùng like và chia sẻ những clip mà mình yêu thích. Phần thi thứ hai của chúng ta vẫn là 10 miếng ghép, vẫn là 10 hình, mỗi hình vẫn là một câu. Ai trả lời được sẽ có 500.000 đồng tiền thưởng và sẽ mở miếng ghép lớn và sẽ có 5 giây để đoán. Sẵn sàng? Tập trung nhá. Miếng ghép đầu tiên thưa quý vị, đây là gì? Xin mời. Mời bạn Tiến. Em thưa anh là đậu đũa. Đậu đũa. Đáp án chính xác đó là đậu đũa. Rất nhanh. Xin chúc mừng Hoàng Tiến. Hãy mở. Đây là gì? Em chưa có câu trả lời. Chưa có câu trả lời. Miếng ghép thứ hai. Các bạn nhanh và rất khẩn trương nhá. Phần này đòi hỏi tốc độ. Đây là gì? Mời bạn Ngọc. Thưa anh là phi công ạ. Chưa chính xác. Mời bạn Ngọc. Dạ, lao công ạ. Chưa chính xác. Màu đỏ, xin mời bạn Ngân. Công lao ạ. Công lao, đáp án chính xác. Tất cả những cái đáp án bạn Ngọc đưa ra đều có cơ sở, nhưng chưa đúng với chữ của chúng tôi. Mời bạn Kim Ngân nhận tiền thưởng. Xin mời, mở chi tiết. Hãy nhấn chuông để mở. Ô giữa, rất nhiều dữ liệu. 3, 2, 1. Hết giờ. Miếng ghép thứ ba, nhanh nào các bạn. Mời bạn Ngọc. Thưa anh là bánh cắt ạ. Không thể sai được, đó chính là bánh cắt. Tôi chúc mừng bạn. 500.000 đồng. Mở. Nào. Nhìn ra khu vườn đằng sau. 2, 1. Em không có đáp án. Chưa có đáp án. Miếng ghép thứ tư. Nhanh nào. Đây là gì? Mời bạn Tiến. Em thưa anh là giấy mời. Hoàn toàn đúng, đó là giấy mời. Mở. Bốn, ba, hai, một. Chưa có câu trả lời. Thế mà bạn Bích Ngọc lại ra chiều nó đã tìm ra đáp án. Sau khi bạn nhấn cái chuông vừa rồi mở ra cái chân ghế tiếp theo. Tài năng lợi hại. Miếng ghép thứ 5, cơ hội dành cho các bạn. Đây là gì? Mời bạn Tiến. Mặt lạ hơi. Chưa chính xác. Thưa anh là mặt nạ hơi nước ạ. Không đúng. Mời bạn Ngân. Mặt nước ạ. Không phải. Có rồi đúng không? Nghe từ gợi ý. Đây là cái gì? Hai từ đầu mà các bạn nói là chính xác rồi nhá. Đó là... Và cái gì nó đang... Xin mời bạn Tiến. Mặt nạ bong bóng. Chưa phải. Đúng rồi. Tiếp tục. Mặt nạ bóng khí. Nữa đi, cứ tìm đến loanh quanh ở chỗ đấy. Không phải là bóng. Mời bạn Tiến. Mặt nạ khí hơi. Không có khí. Không có hơi, thế là loại trừ. Nhanh nào. Mời bạn Ngân. Mặt nạ hơi nước ạ. Đã bảo không có hơi, không có khí, không có bóng. Nó đang cái gì lên, cái hành động của nó là nó bị thế nào lên. Xin mời bạn Ngân. Mặt nạ nước nổi ạ. Tiếp tục. Nữa nào. Nào, đúng rồi. Anh ứ đi ạ. À đúng rồi, ứ nhá. Trời ơi, đúng rồi, tôi quên mất cái đấy, khổ thế đấy. Nhỏ nhạc đi một tí lên này. Cái hai từ đầu là gì rồi? Nó là được chưa? Đâu, xin mời bạn Ngân. Mặt nạ nổi lên. Đấy. Đấy. Đúng rồi. Tiếp tục, nhanh nào. Mời bạn ạ. Dạ thưa anh là mặt nạ sủi bọt ạ. Mặt nạ sủi bọt, chính xác. Câu này quá. Xin chúc mừng. Câu này khó hay dễ ạ? Quá khó. Mời bạn Ngọc mở chi tiết. Vừa rồi bạn gật gù đấy. Em nhận điểm cho anh. Được. Thưa anh là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ạ. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Bạn Tiến vỗ tay cái gì? Em nghĩ là đúng. Cái gì? Em nghĩ là đúng. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, đáp án chính xác. Xin chúc mừng. Ghê gớm thật, bạn Bích Ngọc ghê gớm thật, giống cả Đàm Vĩnh Hưng. Lẫn Bảo Thanh. Bạn được cộng thêm 3 triệu đồng tiền thưởng. Xin chúc mừng. Bạn Tiến thấy thế nào? Phần này cũng đáng tiếc không? Em cũng hơi tiếc. Vì là ngay từ cái miếng ghép thứ 10 là ngay từ đầu tiên là em đã đi sai hướng rồi. Nên là không quay lại được. Chúng ta còn miếng ghép thứ 6, thứ 7, thứ 8, thứ 9. Tức là chúng ta bỏ đi 2 triệu đồng tiền thưởng. Nhưng bạn Minh Ngọc chơi với cách này là rất chính xác. Nào, chúng ta cùng xem tổng số tiền thưởng. Bạn Kim Ngân đang có 800.000 đồng. Xin chúc mừng. Mục đích chính là vì là lên xem con nó thế nào mà được tiền kém kém, mặt nó xị ra. Cứ vui lên, đừng có vui lên. Bạn Hoàng Tiến đang có 1.900.000 đồng. Đinh Ngọc đang có 4.600.000 đồng. Xin chúc mừng. Và đương nhiên rồi, bạn Bích Ngọc sẽ đến với vòng 3 của đuổi hình bắt chữ. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chia tay với Hoàng Tiến và Kim Ngân. Mời hai bạn nhận quà. Cảm ơn bạn đã đến tham gia chương trình. Chúc bạn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp. Vâng, em cảm ơn anh. Chúc cháu luôn luôn ngoan ngoãn, hay ăn chóng lớn. Dạ vâng, cảm ơn anh. Người bạn. Vâng. Xin chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe và hy vọng rằng với số tiền thưởng này thì đủ để khao bố mẹ, anh chị em, vợ con và tất cả mọi người đi cổ vũ hôm nay. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, chia tay với hai người chơi. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 3 của chương trình. Và người chinh phục 15 câu hỏi tiếp theo của chương trình đuổi hình bắt chữ không ai khác, đó chính là bạn Bích Ngọc. Hãy dành cho Bích Ngọc một tràng vỗ tay. Từ tháng 4 năm 2018, cuộc thi bình chọn người chơi vòng siêu tốc được yêu thích nhất trên fanpage của đuổi hình bắt chữ lần đầu tiên được tổ chức. Đối tượng tham dự cuộc thi là những người chơi của đuổi hình bắt chữ giành quyền vào vòng siêu tốc. Mỗi người chơi sẽ được ban tổ chức đăng tải hình ảnh cá nhân kèm một clip phần thi siêu tốc của người chơi đó trên fanpage Đuổi hình bắt chữ Hà Nội TV, game show đuổi hình bắt chữ. 3 tháng một lần, ban tổ chức sẽ thống kê cho người chơi nào có lượt like và share nhiều nhất để trao giải thưởng của quý. Thời gian bắt đầu cuộc thi được tính từ tháng 4 đến hết tháng 12 năm 2018. Trị giá giải thưởng theo quý: giải nhất 7 triệu, giải nhì 5 triệu, giải ba 3 triệu. Cùng kỷ niệm chương trình đuổi hình bắt chữ, giải đặc biệt sẽ được trao cho người có lượt like và share nhiều nhất năm 2018 với phần thưởng 10 triệu đồng cùng kỷ niệm chương của chương trình đuổi hình bắt chữ. Đợt trao thưởng cho 3 người chơi vào vòng siêu tốc của chương trình đuổi hình bắt chữ đã được bình chọn thông qua like và chia sẻ trên fanpage của chương trình đã có kết quả. Giải thưởng nhất, nhì, ba lần lượt là 7 triệu, 5 triệu và 3 triệu đã được trao. Quý vị và các bạn quan tâm và yêu thích chương trình hãy truy cập fanpage đuổi hình bắt chữ THHN để cùng like và chia sẻ những clip mà mình yêu thích. Thưa quý vị, hãy dành một tràng vỗ tay để chúng ta đến với phần 3 của Đuổi hình bắt chữ. Chào bạn. Dạ, em chào anh. Vâng, cảm xúc của bạn bây giờ thế nào? Thưa anh, là ban đầu thì em cảm thấy rất là run. Nhưng mà bây giờ thì em vẫn run, nhưng mà không phải run vì hồi hộp nữa, mà run vì đói ạ. Run vì đói. Dạ. Chứ ăn gì? Hay là chúng ta tạm dừng chương trình nhá. Dạ thôi. À đấy, thì hãy lo lắng về chương trình nhiều hơn cái việc mình đói. Em quyết tâm là sẽ cố gắng giành được phần quà cao nhất để đi ăn một bữa thỏa thích. Cho nó tưng bừng. Cho nó tưng bừng. Nào, bạn muốn giành phần quà cao nhất tức là đến ô số 15. Dạ. Tôi sẽ qua số 11 nữa. Qua số 11 nữa. Tôi sẽ nói kỹ hơn về luật chơi. Dạ. 15 hình vẽ được sắp xếp trong dạng hình tháp. Muốn qua được tầng 1 bạn phải trả lời được một câu ở tầng 1 để lên tầng 2. Muốn lên tầng 3 trả lời một câu ở tầng 2, cứ như vậy. Và bây giờ chúng ta cùng xem số tiền thưởng tương ứng với mỗi tầng. Tầng 1, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu và 30 triệu đồng. 30 triệu, số tiền rất lớn. Ô số 11, một ô vô cùng quan trọng. Ở đây chúng tôi sẽ có phần quà đặc biệt dành cho bạn. Và phần thưởng ô số 11 hôm nay bạn hoàn toàn có thể nhận được đó là giải thưởng bạn sẽ nhận được là siêu phẩm Smart TV 49 inch TCL với mã sản phẩm 49C6UF đến từ hệ thống siêu thị điện máy MediaMart. Màn hình mỏng, đường nét thiết kế thanh mảnh, tối giản cho bạn trải nghiệm từng khung hình thu hút và tuyệt vời hơn. Khách hàng có cơ hội tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng của TCL. Giá trị giải thưởng là 14 triệu đồng. Chúc bạn may mắn giành được giải thưởng này. Đuổi hình bắt chữ tiếp tục gửi đến bạn một voucher trị giá 2 triệu đồng khi mua sắm các sản phẩm kính mắt tại các hệ thống thuộc Kính mắt Việt Tín. Phòng khám theo tiêu chuẩn châu Âu, Kính mắt Việt Tín có mặt trên thị trường hơn 13 năm qua và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ kính mắt. Với đội ngũ bác sĩ nhiều kinh nghiệm cùng các thiết bị hàng đầu trên thế giới trong khám và xác định các loại bệnh khúc xạ về mắt, một cái nhìn rõ nét, hoàn hảo sẽ mang đến cho bạn cuộc sống đầy màu sắc, tươi đẹp và hạnh phúc. Kính mắt Việt Tín hân hạnh mang đến bạn phần quà này. Chúc các bạn may mắn. Bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi ạ. Thưa quý vị, chúng ta đã sẵn sàng. 60 giây chuẩn bị. Còn thiếu một tràng vỗ tay từ phía quý vị. Xin cảm ơn. 60 giây bắt đầu. Ô số 2 ạ. Ô số 2 mời bạn. Áo số. Trước sau như một. Trước sau như một, chính xác. Mời bạn lên tầng 2. Số 7. Số 7. Mã tấu, mã tẩu, tẩu mã. Chưa phải. Ô số 8. Ô số 8 mời bạn. Đây là gì? Hậu đường. Gì ạ? Hậu đường. Hậu đường, đáp án chính xác. Mời bạn. Ô số 11. Ô số 11, đây là gì? Miếng cơm đi trước lội nước theo sau. Không phải, không phải. Đây là hai cái gì? Vật bát nước. Cơm đi trước, bát nước theo sau. Bát cơm đi trước, bát nước theo sau. Chính xác, chúc mừng. Số 13. Ô số 13, cố gắng lên nào. Đây là gì? Nhanh lên. Cây thị, cây xoài. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thị xoài. Không phải. Thị cầu. Không phải. Thị mãng. Không đúng, 3 từ. Hết giờ, trời ơi, chúc mừng bạn. Rất nhiều bạn đã trúng được ô số 11, phần thưởng chúng tôi sẽ trao ngay cho bạn. Một tràng vỗ tay, vâng, rất tuyệt vời, chúc mừng em. Và tổng số tiền thưởng bạn có được đó là 3 triệu 7 triệu 600 ngàn đồng, xin chúc mừng. Tặng quà của chương trình nữa, mời bạn. Vâng, thật là sự sướng hạnh phúc, chúng tôi luôn luôn rất là hào hứng khi trao giải thưởng. Dạ. Bạn sẽ nhận được giải thưởng của chương trình. Vâng ạ. Ô số 11 cộng với tiền thưởng của chương trình và đây là quà của chương trình. Em cảm ơn bạn đã tham gia chương trình. Chúc bạn luôn luôn mạnh khỏe, xinh đẹp và thành công. Vâng, thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa đến với chương trình Đuổi hình bắt chữ. Hôm nay một chương trình rất đặc biệt và người chơi đã chiến thắng ở ô số 11. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị và tất cả các bạn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các nhãn hàng đã đồng hành cùng chương trình. Đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn Tổng Công ty Khí Việt Nam PVGA đã tài trợ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Đón xem Đuổi hình bắt chữ. Thiên Hương, Hồng Sơn, Bình Giang. Đó chính là ba người chơi của Đuổi hình bắt chữ. Ba kiếm của em là kiếm tiền. kiếm bạn gái và thứ ba là kiếm niềm vui. Họ sẽ thể hiện khả năng đuổi hình bắt chữ của mình như thế nào? Cấu kết là đáp án chính xác. Vâng. Mời bạn Hồng Sơn. Câu trả lời em là rớt giá. Đáp án chính xác đó là rớt giá. Canh lơ. Đáp án chính xác nữa. Chúc mừng. Cao sao vàng. Hoàn toàn đúng, đó là cao. Đáp án miếng ghép thứ 10 là gì? Thiên Hương, Hồng Sơn hay Bình Giang sẽ trả lời chính xác. Đón xem đuổi hình bắt chữ phát sóng vào 19h50 phút thứ 7 ngày mùng 8 tháng 12 năm